Hello các bạn. Thì như thường lệ là hôm nay chúng ta lại tiếp tục những cái vấn đề liên quan tới thanh nhạc để làm sao cho mình có được một cái giọng hát càng ngày càng hay. Thì chủ đề của ngày hôm nay á là làm sao để các bạn có thể bảo vệ được giọng hát của mình. Thì không biết là các bạn đã bao giờ rơi vào cái trạng thái là cái giọng bị cứng, là bị khô, bị khó hát hay bị khan tiếng, hay là sau một đêm mà gọi là nhậu nhẹt chè cháo với bạn bè thì lúc đó là mình cảm thấy cái giọng mình giống như là không nói lên lời luôn. Thì có những cái cách nào để mình có thể bảo vệ được giọng hát của mình không? Thì nếu như các bạn đã từng gặp một cái tình trạng nào mà giống như mình vừa nói thì các bạn có thể comment bên dưới, và nếu như các bạn có những cái giải pháp hay những cái câu hỏi mà các bạn thắc mắc thì các bạn cũng có thể để lại bình luận bên dưới, và mình sẽ có những cái chia sẻ giúp cho các bạn có thể phần nào giải quyết được khó khăn của mình. Rồi, thì đầu tiên nè là mình sẽ làm sao để mình nói nhẹ, hát nhẹ lại tí xíu. Cái thứ hai đó là mình tìm cách nào để làm cho giọng hát của mình không có bị tổn hại. Cái thứ ba đó là những cái cách tập luyện nào giúp cho cái giọng hát của mình nó luôn khỏe. Rồi, thì bây giờ nói về cái đầu tiên ha, đó là làm cách nào để mà có thể nói nhẹ và hát nhẹ lại. Thì nghe có vẻ đơn giản nhưng mà thực ra là khi các bạn bước vào thực tế, giống như khi mình đang nói chuyện nè, khi mình đang đứng lên sân khấu mình hát đang sung quá, đang máu lửa quá, thì làm sao để có thể điều khiển được việc đó. Thì cái đầu tiên đó các bạn cần nhớ đó là luôn luôn đặt mình trong trạng thái thư giãn và thoải mái nhất có thể. Tại vì khi mình thư giãn, mình thoải mái thì mình mới có thể dễ dàng kiểm soát được cái cơ của mình. Còn nếu mà lúc nào mình cũng bị căng thẳng, cũng bị hồi hộp, bị vội thì rất là khó để kiểm soát được. Cái thứ hai là mình ý thức được mình đang làm cái gì. Ví dụ nè, nếu mà lúc nào mình nói chuyện với các bạn cái giọng cũng giống vậy nè, là chừng 1-2 năm thôi là cái giọng mình nó banh liền. Và thật ra hồi xưa cái giọng mình nó như vậy á, là giống như ông già vậy, bị khàn khàn khàn, nặng, đè bên dưới. Thì chính cái việc này làm cho mình càng mệt hơn khi nói, khi hát. Các bạn tưởng tượng nha, mình nói theo cái cách này mà mình nói khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ liên tục, sau cái livestream này thôi là mình đã bị đuối rồi. Như vậy là những ai đang bị vướng phải cái cách nói mà nghe bị đè nghe cổ giống vậy nè thì nên bỏ cái này bằng cái cách rất là đơn giản. Tưởng tượng mình đang thì thầm. Các bạn tưởng tượng là mình đang nói chuyện với một đứa con nít á, hay là giống như mình hay tưởng tượng là lúc buổi tối mình hay kể chuyện cho con mình nghe giống vậy, thì mình sẽ nói chuyện giống như vậy nè. Thay vì là nói chuyện giống như vậy, nó sẽ làm mệt cái giọng, đúng không? Như vậy việc đầu tiên là tập làm sao để có thể nói nhẹ, hát nhẹ lại. Thì hát có thể nó khó hơn, nó liên quan tới tập luyện nhiều hơn, nhưng ít nhất là nói các bạn có thể làm việc mỗi ngày, đúng không? Có thể các bạn bước thức dậy buổi sáng là các bạn có thể nói chuyện với người này người kia bằng một cái giọng nhẹ nhàng. Nhưng mà nếu mà nói nhẹ quá thì nó sẽ tạo cảm giác gì? Cảm giác buồn ngủ, chán. Thì như vậy các bạn có thể thỉnh thoảng mạnh lên tí xíu, nhưng mà đừng có mạnh quá, nó sẽ bị mệt. Cái thứ hai là để cho nghe cảm giác nó tươi vui, trong trẻo thì các bạn có thể nói cao lên. Giống như mình nói nhẹ nhưng mà mình nói cao giống vậy thì mọi người nghe sẽ cảm giác rằng là thằng này nó đang rất là vui, nó đang rất là tăng động. Nhưng thật ra là cái trạng thái cơ thể mình nó vẫn bình thường, nó không có gì gọi là nặng nề lên hết. Nhưng chính cái giọng của mình làm cho nó nghe có cảm giác bay bổng, có cảm giác tươi vui, thoải mái. Thì việc đầu tiên là các bạn cần nhớ nha, giữ cho cái giọng hát của mình lúc nào cũng nhẹ nhàng, thoải mái, giọng nói cũng giống như vậy luôn. Thì khi các bạn bước vào trong một cái ca khúc, các bạn có thể bắt đầu cái ca khúc đó bằng cách nhẹ nhàng, thoải mái giống như vậy. Đó là cái cách rất là quan trọng, cách đầu tiên. Cái thứ hai đó là không làm hại giọng hát. Theo các bạn thì không làm hại giọng hát là như thế nào? Mình làm những gì để mình không làm hại giọng hát của mình? Bạn nào đã từng làm hại giọng hát rồi các bạn comment cho mình coi thử cái. Rồi thì các bạn cứ bình luận bên dưới nha, các bạn cảm thấy là như thế nào là làm hại giọng hát. Giống như hồi nãy đi, đối với mình là cái việc mà mình nói mạnh, nói nặng lên là cũng đã là một cái việc làm ảnh hưởng tới giọng hát rồi. Rồi đừng hát, Ngân kêu đừng hát luôn là xỉu luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ liệt kê cho các bạn một vài lý do mà các bạn cần phải suy nghĩ. Ví dụ việc đầu tiên là thức khuya. Chắc chắn bạn nào cũng thức khuya hết đúng không? Bạn nào cũng ở tối nào cũng online nè, xong rồi nhắn tin Facebook, Zalo, nghe nhạc các kiểu, đọc truyện đồ. Thì những cái việc thức khuya có thể các bạn làm cái gì không biết, nhưng đối với giọng, cái giọng con người mình á, khi mà càng thức khuya thì cái thanh đới của mình nó sẽ càng phải làm việc nhiều. Tại vì thật ra cho dù các bạn không nói thì cơ thể của các bạn vẫn cứ đang hoạt động. Thì như vậy là cái
cái người mà càng thức khuya á, cái dây thanh đớn của họ sẽ có xu hướng bị dài, bị dày ra, bị dày lên á, là nó sẽ làm cho cái giọng của mình nó bị cứng, bị khô. Còn đó là một cái nha, việc đầu tiên là thức khuya nha, cho nên những người mà thức khuya nhiều á, sáng mai dậy á, cái giọng hát rất là nặng nề, rất là khó hát. Nếu các bạn ngủ sớm tí xíu, ngủ đủ giấc, cơ thể mình nó được được relax lại sau một ngày làm việc mệt mỏi, thì lúc này cái cơ thể của bạn sẽ dễ dàng bắt được cái đà cho cái ngày làm việc ngày hôm sau, cái ngày hát ngày hôm sau cũng giống như vậy. Nhớ nha, thức khuya là một trong những nguyên tố đầu tiên gây ảnh hưởng. Cái thứ hai là gì? Cồn. Những loại bia rượu thức uống có cồn nó sẽ làm cái gì? Bản thân cồn nó có cái khả năng gây đào thải nước, cho nên là các bạn càng sử dụng nhiều bia rượu thì việc trong cơ thể của bạn nó sẽ xảy ra cái gì? Các bạn sẽ đi toilet nhiều, đúng không? Khi đi toilet nhiều, các bạn sẽ bị mất nước, và cơ thể mình nó 70-80% là nước, cho nên các bạn bị mất nước thì cái cơ mình nó khô lại. Các bạn tưởng tượng giống như cái lá đi, cái lá nó đang có nhiều nước, nó rất là tươi tươi tốt, nhưng mà nếu mà nó bị khô, bị hạn hán, bị héo đi thì nó sẽ cứng lại. Thanh đới mình cũng giống như vậy mà, thanh đới mình y chang như cái lá vậy, nếu mà nó khô thì nó sẽ khó rung động và khó lên được nốt cao. Cho nên những lúc mà các bạn uống bia rượu, chắc chắn ngày hôm sau sẽ khó hát lên nốt cao, đa phần sẽ bị khàn tiếng, nặng hơn là mất tiếng luôn, nói không được luôn. Đó là một cái rất là nguy hiểm nha, bia rượu. Tất nhiên là có cách trị cái vụ này. Ví dụ các bạn uống bia rượu, các bạn có thể lỡ mà xui quá uống bia rượu với bạn bè đi, các bạn có thể thêm vào cái việc đó là phải uống nhiều nước. À, uống nhiều nước vào. Cái thứ hai là các bạn có thể uống những cái loại nước mà nó có kiềm á, có kiềm nhiều hơn, hoặc là những loại trái cây, những cái loại nào mà giúp cho cơ thể mình nó cân bằng về về axit với lại base, axit với lại kiềm, thì cái cơ thể mình ngày hôm sau nó sẽ đỡ mệt hơn. Cái này thì mình sẽ nói vào một cái chủ đề khác sâu hơn. Rồi, cái yếu tố tiếp theo bên cạnh cái việc thức khuya, bên cạnh việc uống rượu, uống bia, sẽ là yếu tố gì? Ăn cay. Thì khi ăn cay á, đối với một số bạn, trước đây mình cũng có một cái bài viết trên website adamusic.vn á, là nói về cái việc ăn ớt á, thì sẽ cảm giác thông họng á. Thật ra là cũng có một cái yếu tố, thì các bạn có thể xem thêm bài viết đó. Thì ăn cay nó làm cái gì? Nghĩa là cái cơ thể của mình, bản thân cay á, nó cũng sẽ làm cho cơ thể mình bị rát, bị đau ha. Và khi mà các bạn ăn nhiều đồ cay hay là những cái đồ nóng vào trong cơ thể mình thì nó sẽ tăng axit bên trong dạ dày, thì đôi khi một số bạn sẽ không có tiêu hóa được mà nó bị ở ngược lên trên, thì nó đưa cái axit đó lên trên này. Bản thân những cái phần ở trên này nó là những cái màng mô rất là mềm, cho nên nó rất là dễ bị ảnh hưởng. Các bạn tưởng tượng như là cay mà mình để vào trong lưỡi mình đã rát rồi, đúng không? Thì nếu mà axit ở trong dạ dày mà nó tràn lên trên cổ, các bạn sẽ cảm giác bị cay, bị rát, bị khó chịu. Cho nên đồ cay cũng ảnh hưởng nè. Tiếp theo là những đồ béo. Đồ béo như là gì? Bơ, sữa, phô mai, trà sữa macchiato, kiểu như vậy. Những cái nào mà nó có nhiều chất béo nó sẽ làm cái gì? Các bạn tưởng tượng nha, khi mà các bạn để giống như rửa chén thôi, mà dầu mỡ thì là các bạn thấy một cái vệt dầu rồi, đúng không? Nhưng mà đối với cơ thể mình nó còn thêm một cái việc nữa, đó là nó gây tiết chất nhầy, tiết chất chất đờm nhiều ra. Thì khi mà các bạn càng ăn nhiều cái thức uống giống như thức ăn thức uống giống như vậy á, nó sẽ làm cơ thể bạn lúc nào nó cũng sẽ có những cái lớp màng nhầy, những cái lớp đờm bên trong cổ họng của mình, làm cho mình lúc nào hát ra cũng bị rè rè, rè hết. Cái thứ năm là đồ ngọt. Đồ ngọt cũng y chang vậy luôn, cũng gây cho các bạn bị tiết nhầy ra. Thì nếu như các bạn thường xuyên sử dụng những cái đồ đó thì lúc nào mình cũng trong cái trạng thái là bị đờm, bị nhầy hết. Còn một cái loại thực phẩm nữa, đó là đồ chua. Đồ chua cũng có tác dụng y chang như là mặc dù là đối với lại cơ thể của mình á, là đồ chua nó tốt cho sức khỏe, bởi vì nó có vitamin C rồi các kiểu. Nhưng mà đối với lại giọng hát á, trước khi các bạn hát, cận cái giờ hát á, mà các bạn uống nước cam nè, thì khi mà các bạn uống xong á, cái giọng hát của mình bắt đầu lúc này nó tiết nhầy ra, mà cho nên mình hát lên cứ lên nốt cao một cái là bị đờm. Tại vì sao? Hơi nó phải tống từ đây tống ra, mà nếu cơ thể mình nó cứ tiết nhầy ra ngay khúc này nè, thì nó tống hơi ra nó sẽ bị vướng bởi những cái lớp đờm trong đó, thì nó làm cho cái giọng mình bị rột rẹt, rột rẹt. Thì tốt nhất đó là trước khi hát á, các bạn chỉ nên sử dụng những cái loại thức uống thực phẩm mà nó thuần tự nhiên nhất, và nó ít ngọt, nó không ngọt nè, không có đường, không có béo, không có chua là được. Nước lọc là đơn giản nhất, hay là trà thảo mộc, đúng không? Những cái loại, thí dụ nước trà gừng đi, đừng có bỏ đường vô nha, trà gừng rồi những cái loại trà thảo mộc đơn giản thôi, thì các bạn uống vào những cái nước giống như vậy thì nó sẽ làm cho cơ thể mình nó vừa bổ sung nước mà nó vừa không có bị tiết ra những cái chất nhầy ha. Thì ngoài những cái này á, nó còn có một số yếu tố khác, ví dụ một số bạn hút thuốc, hút cỏ này nọ này,
Thì khi mà các bạn hít vào trong cơ thể những cái loại gọi là thuốc giống như vậy á, nó sẽ làm cho cái khu vực này của mình là nó sẽ đóng một cái lớp carbon, nó giống như mình đốt than lên á, nó sẽ có một cái lớp bụi than đúng không? Thì bản thân các bạn hít vào, chưa nói tới chuyện là cái loại thuốc đó độc hại hay là tốt nha, chưa nói tới chuyện đó. Thực ra là hít khói vào cơ thể thì không có cái gì gọi là quá tốt hết, nó không hại đường này nó cũng sẽ hại đường khác thôi. Thì các bạn nhớ nha, là những cái loại đó khi mà các bạn hút vào trong cơ thể là các bạn đang tiếp nhận một lượng bụi than. Còn khi mà các bạn sử dụng cái đó nhiều quá, nó sẽ bám vào trong những cái thành này và nó làm cho các bạn bị viêm. Viêm nhẹ thì các bạn có thể là vài ngày các bạn hết, nhưng mà khi mà các bạn bị viêm nặng á thì các bạn sẽ đôi khi sẽ bị ảnh hưởng và phải đi phẫu thuật luôn. Rồi, thì đó là cái yếu tố quan trọng nhất nha, là không làm hại giọng hát. Hồi nãy là mình có gì ta? Nói nhẹ, hát nhẹ lại nè. Cái thứ hai là các bạn né những cái loại thực phẩm, những cái đồ mà giống như hồi nãy mình nói á, càng né ra. Hoặc là nếu mà các bạn cần thiết phải sử dụng, ví dụ sáng dậy đói quá muốn uống lon sữa đúng không, muốn uống hộp sữa, thì các bạn nên uống cách đó khoảng 2 tiếng 3 tiếng, và sau đó các bạn chịu khó uống nước lọc vào để cho cái người mình nó lọc, không phải gọi là lọc mình mà tiếp nước vào, và đừng có đưa những cái loại thực phẩm mà gây nhầy, gây nhờn, đừng có đưa những loại thực phẩm nhiều axit để nó sẽ làm cho cơ thể của các bạn đỡ bị mệt hơn. Rồi, bây giờ thêm một cái cách để bảo vệ giọng hát, đó là thường á là các bạn đi học hát thì các bạn sẽ được dạy cách để làm sao hát hay đúng không? Nhưng mà cái cách mà để bảo vệ cái giọng hát mình thì các bạn chưa được học nhiều về cái đó. Thì cái này mình chỉ luôn một cách rất đơn giản, giống như cái cách hồi nãy mình nói nhẹ lại đúng không? Thì bây giờ các bạn sẽ tập một cái bài tập để làm cho cơ thể mình luôn luôn nhẹ. Và bài tập này thật ra trong những cái video trước mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn rồi. Ví dụ như bây giờ khi mà mình đánh một cái các bạn tưởng tượng là mỗi một cái mỗi một buổi sáng khi các bạn bắt đầu á, các bạn có thể tập luyện hai cái bài tập này. Một là nếu các bạn có đàn hoặc là có cái iPad mà các bạn bấm được cái nốt nhạc trên cái đàn, các bạn chỉ cần bấm Do Re Mi Fa Sol La Si Do, Do Si La Sol Fa Mi Re Do, rồi các bạn làm giống vậy, làm nhẹ thật nhẹ thôi. Bạn nào không có đàn đúng không, khỏi tập đàn luôn, đi từ dưới đi lên là được. Khi các bạn làm được vậy rồi á, là bản thân cái giọng mình nó nhẹ nè, các bạn có thể áp dụng vào trong cái việc nói và hát ngay lúc đó luôn. Thí dụ nè, xin chào các bạn đúng không, xin chào các bạn, chứ không phải là xin chào các bạn là cái này bị nặng. Thì đó là một cách. Cách thứ hai là các bạn làm nè, các bạn làm như vậy thì cái giọng của mình nó sẽ được khởi động. Và khi mà các bạn đã tập được cái thói quen mà mỗi sáng thức dậy mình đều có thể kiểm soát được giọng hát, giọng nói của mình nè, vừa có được một cái bài tập để giúp cho mình có thể khởi động được, luyện được cái giọng buổi sáng. Nhớ nha, hai bài tập đó thôi á. Một là, hai là, các bạn làm như vậy từ từ cái cơ mình nó sẽ quen, nó linh hoạt, và các bạn có thể sử dụng được nó ngay vào buổi sáng luôn mà không có lo bị bể gì hết. Còn một vấn đề nhỏ nữa mình muốn chia sẻ với các bạn, đó là khi mà các bạn đã bị những cái vướng về trong cái giọng hát của mình, ví dụ hồi nãy mình nói đi, các bạn lỡ mà ăn uống hay là sử dụng thuốc thức khuya mà khiến cho cái giọng mình nó bị lúc nào cũng bị mệt, bị đuối, bị khan tiếng giống như vậy, thì cái việc đầu tiên các bạn cần nhớ nè, cơ thể các bạn cần bổ sung nước, cơ thể các bạn cần bổ sung vitamin, và giọng nói, giọng hát của các bạn cần nhẹ lại. Nhớ nha, uống nước nhiều. Thật ra là trong thực phẩm á, trong thực phẩm thức ăn của các bạn là đã có nước rồi. Ví dụ các bạn ăn trái cây thì trong đó có nước rồi nè. Rồi khi mà các bạn ăn cơm, thật ra ăn cơm trong cơm cũng có nước luôn, ăn trái cây, ăn cơm gì đó cũng có nước hết. Thì các bạn nhớ là luôn luôn bổ sung nước, và cái thứ hai là bổ sung vitamin. Ví dụ có những lúc mà các bạn cảm thấy bị mệt quá do hôm trước bị đi nhậu gì đó, các bạn có thể uống ly sinh tố hoặc là mua một viên xe sủi uống vào, thì lúc này cơ thể mình nó sẽ được phục hồi bởi vì nó có thêm vitamin. Nhưng mà đừng có lạm dụng nhiều quá, nhớ nha. Và cái thứ ba là rất là quan trọng, đó là các bạn phải tập được thói quen nói nhẹ, luôn luôn nói nhẹ. Tại vì các bạn nói mạnh quá, các bạn hát mạnh quá, nó thành thói quen thì sau này các bạn có tập cách mấy cũng không được.
cố gắng là áp dụng nó vào trong cái việc sinh hoạt hàng ngày luôn là tốt nhất. Tại vì một giờ tập luyện nó không bằng các bạn đưa vào cái việc tập luyện mỗi ngày luôn. Thì như vậy là lúc nào các bạn cũng sẽ có thể tập luyện được ở nhà hết. Thì như vậy nếu như các bạn làm cái việc đó mỗi ngày thì sẽ tới một lúc các bạn sẽ luôn luôn kiểm soát được cái giọng của mình. Và nhớ là tập thói quen nói chuyện cao lên tí. Bởi vì khi mà mình nói cao á, mình sẽ ngay lập tức mình phát hiện ra mình đang bị mạnh, đang bị nặng quá. Còn nếu mà mình nói lúc nào cũng thấp thấp giống vậy nè, thì thật ra mình làm mạnh làm nhẹ mình cũng không để ý luôn. Cho nên là tập thói quen nói cao cho mình nha. Rồi như vậy là ngày hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn 3 vấn đề liên quan tới cái việc bảo vệ giọng hát. Các bạn nhớ nha, một á, đó là nói nhẹ hát nhẹ nè, hai là không có làm hại giọng hát, ba là những cái bài tập luyện để giúp cho các bạn có thể bảo vệ được, tập luyện được giọng hát của mình. Nếu như các bạn có thêm bất kỳ những cái câu hỏi, những cái khó khăn nào thì các bạn cứ inbox cho mình hoặc là comment bên dưới. Mình sẽ tạo thành những cái chủ đề để mình livestream. Và những cái livestream này mình sẽ upload vào trong kênh, mình sẽ đăng tải lên trên kênh YouTube Trường Âm Nhạc Ada Music. Thì các bạn có thể lên YouTube, các bạn gõ Trường Âm Nhạc Ada Music là ra một loạt những cái video livestream từ trước đến giờ của mình luôn. Các bạn khó khăn gì đó các bạn cứ gửi email về cho mình. Bao tử ở hơi ở chua. Trường có câu hỏi gì? Bao tử ở hơi ở chua, hồi nãy có nói vụ này rồi nè Trường. Nghĩa là do ăn nhiều axit, ăn nhiều những cái thức ăn mà dầu mỡ, đồ béo này nọ nè vào trong cơ thể mình, nó tăng axit. Cho nên mình sẽ bị hay bị ở hơi ở chua lên. Thì cái đó nó sẽ làm cái axit đó nó dính ngược lên trên này, nó trào lên trên này và làm cho mình rát hút trên này. Thì hồi nãy có chia sẻ các bạn có thể là ăn uống những cái loại thực phẩm mà nó kiềm tính tí xíu. Và mình sẽ làm một cái video chia sẻ về cái vụ này sau. Rồi, thì nếu như các bạn cảm thấy cái video này hay, các bạn có thể giúp mình chia sẻ cái video này đến tất cả những cái người bạn bè của mình. Và nhớ là nếu mà các bạn xem cái video này trên YouTube thì các bạn bấm subscribe bên dưới giùm mình nha. Để mình có được cái nguồn động viên để có thể làm thêm những cái video hay hơn nữa, chia sẻ cho các bạn nhiều hơn nữa những cái kiến thức về thanh nhạc để làm sao có thể có được cái giọng hát hay hơn. Và mình là giáo viên Đoàn Nhật Quý, là cái người dạy tại Trường Âm Nhạc Ada Music. Nếu như các bạn cảm thấy rằng là không thể tự tập luyện được ở nhà thì các bạn cứ tới với Trường Âm Nhạc Ada Music. Ở đây có, ngoài mình còn có rất là nhiều những cái giáo viên, giống như anh Trường Lê cũng là một giáo viên tại Ada Music nè, là những cái người giáo viên có thể giúp cho các bạn có được giọng hát hay hơn. Và đặc biệt là ở Ada Music là sẽ dạy cho các bạn theo cái phương pháp hiện đại, những cái cách mới về thanh nhạc chứ không phải học theo những cách truyền thống. Cho nên các bạn học và các bạn sẽ hiểu được rất là rõ về cái giọng hát của mình, cái cách để có thể tập luyện và điều khiển được giọng hát của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cứ gửi email về doanhuyetquy@gmail.com để mình có thể chia sẻ cho các bạn nhiều hơn nữa những cái câu hỏi, những cái thắc mắc của các bạn. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào thứ bảy tuần sau.